Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di Động Triệu Phú TV. Kênh bên mình thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt, giá rất là rẻ. Thì là hôm nay thì là ngày 9 tháng 9 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt, giá rất là rẻ, thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên mình thì các bạn phải đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại chính hãng giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm có như là Galaxy S21 Ultra 5G các bạn nhé. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình lại về được coi như là ba cây coi như là màu đen các bạn nhé. Hàng này coi như là hàng bên mình thì là quá là chất luôn. Hàng hôm nay bên mình thì về được ba cây này luôn thì là máy thì là quá là chất các bạn nhé. Về cái ngoại hình con Galaxy S21 Ultra 5G này của nhà mình thì ngoại hình so với mà mới thì con này của nhà mình là 18, 19, 10 các bạn nhé. Máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Về thứ hai con này của nhà mình thì là máy còn hai nguyên lớp siêu ni lông hết các bạn nhé. Đấy, một lớp bên trong này và một lớp bên ngoài các bạn nhé, để bảo vệ màn hình luôn. Máy mình nhập nguyên chiếc luôn. Máy là còn nguyên hai siêu lớp ni lông các bạn nhé. Máy cực kỳ là chất các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 Ultra 5G được của nhà mình. Thì là phân khúc coi như là ở thời điểm tại là hơn 8 triệu đồng thì con này cũng đáng mua bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cái con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ này. Có chip 5G là chip đời mới các bạn nhé. Con này của mình là hỗ trợ hai sim máy sóng, một sim vật lý và một sim eSIM. Đấy, các bạn dùng hai sim là vô tư luôn, dùng cực kỳ là sướng bạn nhé. Thông tin pin con này của mình là pin của nó thì là pin 5000, các bạn dùng một xa xả một ngày là cực kỳ châu bò các bạn nhé. Màn hình con này của mình thì màn hình của nó thì là màn hình OLED 2x 6.8 inch, độ phân giải của nó QHD 2K+, màn hình của nó siêu nét các bạn nhé. Đấy, máy còn nguyên hết một lớp siêu bên ngoài này. Đấy, và một coi như là lớp siêu bảo vệ bên ngoài và lớp siêu bảo vệ bên trong này, đâm là cái màn hình của nó trắng sáng rất là đẹp các bạn nhé. Về cấu hình con này của nhà mình thì là sẽ là trang bị của nó là RAM 12 này và bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Về cái con này của nhà mình là trang bị của nó là tốc độ màn hình của nó thì là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Và cái con này của mình là chạy chip Snapdragon là 888 5G. Chip này các bạn gánh game, máy chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Camera sau của nó thì là lên tới tận là 100x các bạn nhé. Các bạn chụp ảnh cực kỳ là siêu nét luôn. Đấy, camera các bạn thể chọn 10x này, rất là sắc nét các bạn nhé. 0.3 này, 1x nữa các bạn nhé. Và đây là 0.6. 0.6 đây là toàn cảnh cửa hàng bên mình các bạn nhé. Đấy, bạn nào gần các bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em các bạn nhé. Đấy, các bạn nào gần các bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em, số nhà 72 này, phố Ba Thà, Viên An, Hòa, Hà Nội các bạn nhé. Đấy, bạn nào gần ở trực tiếp qua bên cửa hàng bên em các bạn nhé. Đấy, về ngoại hình này, máy còn rất là ok, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, về màn hình thì là trong veo veo luôn này, rất là đẹp các bạn nhé. Hôm nay thì mình về được ba cây này, máy còn toàn nguyên hai lớp siêu màn hình luôn. Máy cái lô này thì là máy cực kỳ là chất các bạn nhé. Đấy, lô máy này thì cực kỳ là chất luôn, nên là các bạn thao đợt hàng các bạn nhé. Nói chung là hàng này thì trong kho bên mình vẫn là còn hàng, đâm là các bạn mà đặt thì là các bạn cứ đặt thoải mái đi, đâm là bên mình sẽ coi như là lo lót hàng cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S21 Ultra 5G này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 8.700.000 đồng. Đấy, một chiếc coi như là Galaxy S21 Ultra 5G, coi như là hàng siêu thị thanh lý này. Đấy, máy còn nguyên hai lớp siêu màn hình các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là coi như là gì nhỉ, 8.700.000 cho bạn nhé. Đấy, 700k. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S21 Ultra 5G này các bạn, nhanh tay hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy ạ. Hình thức mua hàng bên em thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua em qua hai số hotline là 0966221789. Số này thì là mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là số phụ bên em cũng dùng số này ít các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 này, phố Ba Thá này, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì bên em có Shipco. Và hình thức mua hàng Shipco thì các bạn hoan hỉ cọc trước cho bên em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên em thì là bán ra thì là bao test cho các bạn cũng như là toàn máy coi như là 10 ngày và bảo hành cũng như là phần cứng là lên tới tận là 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về một con máy coi như là rất đặc biệt các bạn nhá. Nói chung là cái con này của nhà mình thì là mình cũng nói thật các bạn là mình cũng chưa bán một con nào luôn. Kể cả từ ngày mình mở cửa hàng luôn, mình chưa gặp một con máy nào để mình bán con máy dòng máy này các bạn nhá. Đấy. Con này thì là khách dùng cực kỳ là giữ gìn luôn. Nói chung là đẹp như gái 18 các bạn nhé. Đấy. Đấy, cái con này là con OnePlus 9 Pro 5G các bạn nhé. Con này thì là máy là khách dùng này. Đấy, khách dùng đẹp, nói chung là nó thật các bạn là đẹp như gái 18 luôn các bạn nhé. Đấy,
Con này là khách dùng thôi, nhưng mà máy còn rất là đẹp luôn. Khách dùng ốp này, các kiểu, nói chung là giữ gìn rất là đẹp bạn nhé. Đấy, con OnePlus này thì nói thật là mình chưa bán một con nào luôn. Thì là hôm nay mình vừa mới thâu của khách lóng bỏng tay xong, thì là bên em sẽ thanh lý luôn luôn cho bạn nhé. Đấy, thì là mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cái con OnePlus này của nhà mình. Thì là phân khúc coi như là hơn 4 triệu đồng thì con này có đáng mua bạn nhé. Con này của nhà mình là trang bị màn hình của nó thì là màn hình của nó là AMOLED 6.7 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K+. Đấy, màn hình cong các bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình là thiết kế màn hình cong các bạn nhé. Nó như kiểu dòng S20 Plus Quantum chẳng hạn đấy. Màn hình cong này, đấy, rất là đẹp luôn. Một con OnePlus này, OnePlus 9 Pro 5G bạn nhé. Đấy, có chip đời mới là chip 5G, dùng quá là ngon các bạn nhé. Con này của nhà mình thì ngoại hình thì chấm hết luôn, đẹp như gái 18. Và con này của nhà mình thì màn hình là trong veo vèo các bạn nhé. Đấy, đã được lên Android 13 rồi, là Android mới nhất rồi các bạn nhé. Về cái cấu hình con này của nhà mình thì là sẽ là trang bị của nó sẽ là RAM 8GB này, RAM 8GB và được cộng thêm coi như là 8GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Đấy, coi như là tổng thành 16GB RAM luôn. Đấy, các bạn dùng quá sướng luôn các bạn nhé. 8GB RAM chính và coi như là 8GB RAM hỗ trợ. Dung lượng pin con này của nhà mình, pin của nó thì là pin 4500mAh, nói chung là pin 4500mAh, các bạn dùng một ngày cũng cực kỳ ok. Và màn hình của nó 6.7 này. Đấy, kiểu máy là LTE 125 này. OnePlus 9 Pro quá là ngon luôn các bạn nhé. Con này của mình là chạy chip Snapdragon Qualcomm Snap này 888 5G. Ui dồi ôi, chip của nó là chip Snapdragon là 888 mà có hơn 5 triệu thôi. Bình thường những con 88 của Samsung ấy toàn trên 5 triệu, như S21 ấy toàn trên 5 triệu, mấy cả con S21 Plus này trên 6 triệu bạn nhé. Đấy, OnePlus 9 Pro này. Con này của nhà mình là khách cũng còn nói chuyện là mua, lúc đấy là mua ở ngoài Hà Nội ấy. Mua ở ngoài Hà Nội mới hay bán cái này, thì vì ở vùng mình, ở ngoại thành như mình thì mình không có cái này đâu các bạn nhé. Khách cũng mua là 10.900.000 đấy. Lúc đấy là khách mua 10.900.000 đấy. Mua được hơn 1 năm rồi các bạn nhé. Đấy ạ. Chip Snapdragon là 888 này. Ui dồi ôi, quá ok luôn. Và bộ nhớ trong con này của mình lên tới tận là 256GB các bạn nhé. Đấy. Bộ nhớ 256GB các bạn lưu trữ thì nói chung là cực kỳ ok. Không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhé. Nói chung là quá là mượt luôn. Một con máy coi như là dòng coi như là OnePlus 9 Pro này. Xài quá là ngon các bạn nhé. Máy đẹp như gái 18. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là gì nhỉ? Giá sẽ là gì nhỉ? 4.800.000 đồng. Đấy, rất là rẻ cho bạn nhé. Một con OnePlus này khách mua cả chục triệu đồng mà bây giờ có 4.800.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm coi như là có con OnePlus gì nhỉ? 9 Pro này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Giá thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn giá cực kỳ là hợp lý luôn. 4.800.000 cho bạn nhé. Đấy, 4.800.000 các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên em thì là báo giá và ghi giá trực tiếp lên trên máy. Thì các bạn ưng sản phẩm và giá, ưng sản phẩm nào hoặc là cảm thấy con nào giá hợp lý thì các bạn thể là chụp ảnh màn hình và các bạn gửi cho bên em để chốt hàng các bạn nhé. Nhắn lên Zalo cho em để chốt hàng các bạn nhé. Đấy, 4.800.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về là dòng coi như là dòng LG các bạn nhé. Con này của nhà mình là cái con LG Q925G các bạn nhé. Cái con LG Q925G phân khúc coi như là hơn 2 triệu đồng. Thì con này của nhà mình ở thời điểm tại cũng cực kỳ đáng mua bạn nhé. Hơn 2 triệu đồng mà lại có chip 5G là chip đời mới các bạn nhé. Giới thiệu với cho bạn này, LG Q925G. Con này của nhà mình là màn hình cực kỳ là to. Màn hình của nó là 6.67 inch Full HD cộng các bạn nhé. Phiên bản Hàn Quốc, một SIM một sóng. Cấu hình sẽ là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Pin thì là pin 5000. Chip Snapdragon là 765 5G các bạn nhé. Đấy, 765 5G. Đấy, về ngoại hình thì khỏi phải chê luôn. Đẹp như kiểu gái coi như là 17 18 các bạn nhé. Đấy, như kiểu gái 17 18 luôn. Mà giá sẽ là cực kỳ là rẻ cho bạn nhá. 2.500.000. Nói chung các bạn đam mê LG thì các bạn xúc cho mình em này, quá là ngon các bạn nhá. Phân khúc coi như là 2.500.000 thì các bạn tìm đâu được con máy mà ngon như con này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là con LG Q925G mà 2.500.000 này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy, 2.500.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm coi như là hàng chính hãng, sách tay chính hãng của Samsung các bạn nhé. Đấy, một chiếc coi như là máy sách tay chính hãng của Samsung của Hàn Quốc các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là cái dòng Galaxy A325G. Con này của mình là phiên bản Hàn Quốc này, hỗ trợ một SIM một sóng này. Thông tin pin con này của mình là pin 5000, cực kỳ châu bò. Và cái cấu hình con này của mình sẽ là RAM của nó là RAM 4 này, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này của nhà mình thì là màn hình của nó 6.5 inch, màn hình cực kỳ to luôn, pin 5000. Chip con này của nhà mình là chip Dimensity 720 5G các bạn nhé. Nói chung là các bạn mua về
tặng ông bà bố mẹ người thân những sản phẩm như Galaxy A32 5G này, nó quá là ngon các bạn nhé. Mà giá thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.900.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, phân khúc coi như là 2.900.000 đồng. Các bạn xúc mình ngay em này các bạn nhé. Bộ nhớ lên tới tận là 128GB thì các bạn không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhé. 2.900.000 cho bạn nhé. Đấy, 2.900.000. Bạn nào mà muốn không xem dài dòng thì các bạn thể là tời đến giá, xem chi tiết cho mình về giá luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm coi như là cái dòng này, là cái dòng Galaxy A32 4G các bạn nhá. A32 4G thì hôm nay nhà mình về một con màu đen này, về ngoại hình còn rất là ok các bạn nhá. Máy cũng còn khoảng độ là 18-10 các bạn nhá. A32 4G. Con này của nhà mình là trang bị màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.4 inch Full HD cộng, màn hình của nó rất là sắc nét các bạn nhá. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này, một SIM một sóng này. Dung lượng pin của nó thì là pin 5000 các bạn nhé. Về cấu hình con này của mình sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Đấy. Giá cái con này của nhà mình sẽ là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.700.000 đồng cho bạn nhé. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.700.000 cho bạn nhé. A32 4G các bạn nhé. Mình còn một chiếc duy nhất này, mình xả nốt cho bạn 2.7 các bạn nhé. Đấy, 2.700.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được cái con này của nhà mình là cái con Galaxy A42 5G các bạn nhá. Cái dòng A42 này quá là ngon luôn các bạn nhá. Cái con A42 5G này của nhà mình thì là trang bị màn hình của nó là Super AMOLED 6.6 inch, màn hình của nó cực kỳ to các bạn nhá. Thông tin pin thì là pin 5000. Phiên bản của mình là phiên bản của Hàn Quốc này, một SIM một sóng các bạn nhá. Cấu hình sẽ là RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, phân khúc coi như là 2.900.000 đồng thì các bạn mua con này là quá là ngon luôn các bạn nhé. A42 5G phiên bản Hàn Quốc, một SIM một sóng các bạn nhé. 2.900.000 cho bạn nhé. Đấy. A42 5G giá sẽ là 2.900.000 cho bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có nhiều Galaxy A42 5G này thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về một con máy coi như là giá cũng cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Đấy. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm có như là Galaxy S9 Plus các bạn nhá. Cái con này của nhà mình thì là hàng chính hãng của công ty luôn. Con này của nhà mình thì là khách đang dùng, nhưng mà kiểu tối ngủ mà bị đè vào ấy. Tối ngủ thì là khách kiểu mà để quên điện thoại mà khách nằm đè vào điện thoại ấy. Đâm được một đường sọc tím đấy các bạn nhá. Đấy, sọc tím ở giữa màn hình này. Đấy. Các bạn đấy, nhìn nghiêng thì mình rõ tí các bạn nhá. Nói chung là bạn nào mà không kỹ tính quá, các bạn mua về là chạy Uber, Grab, hoặc các bạn làm ứng dụng, hoặc các bạn chạy YouTube, hoặc các bạn chạy những cái app mà để quảng cáo hay là kiếm tiền chẳng hạn, thì các bạn xúc cho mình em này là quá là ngon luôn. Về cái ngoại hình con Galaxy S9 Plus này của nhà mình thì là ngoại hình còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, so với máy mới thì cũng là 18-10 luôn. Con này của nhà mình khách xài cực kỳ là giữ gìn luôn. Chỉ duy nhất có như là khách sơ suất ngủ quên cái mà đè vào cái thì là nó bị sóng mất một hàm màn hình này, là thanh lý loại luôn cho bên mình các bạn nhé. Galaxy S9 Plus, con này của mình là phiên bản công ty này. Đấy, phiên bản công ty các bạn nhé. Hai SIM hai sóng các bạn nhá. Hai SIM hai sóng, công ty hai SIM hai sóng. Màn hình con này của mình màn hình đẹp này, trắng sáng các bạn nhá. Đấy. Không ám ố hay là đốm đùm các kiểu các bạn nhá. Và cái cấu hình con này của mình cực kỳ là khủng các bạn nhá. RAM thì là RAM 6 này, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy. Màn hình con này của mình thì màn hình Super AMOLED 6.2, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng, màn hình 2K thì là siêu nét các bạn nhá. Thông tin pin con này của nhà mình thì là pin của nó thì là pin 3500mAh các bạn nhé. Đấy. Thì là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì cái con Galaxy S9 Plus phiên bản công ty này thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2 củ cho bạn nhé. 2 triệu đồng các bạn nhé. Phân khúc coi như là 2 triệu đồng các bạn mua em này là quá là ngon luôn. Mình nói thật với các bạn luôn. Đấy. Nói chung là các bạn nào mà không kỹ tính về cái màn hình này, nói thật các bạn đi mua những con máy mà đời mới bây giờ mà tầm khoảng 2 triệu đồng, nói thật các bạn. Xách dép con này gọi bằng, nói chung là xách dép con này, nói thật các bạn, xách 1000 dép cho con này luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn thay vì các bạn mua sản phẩm đời mới bây giờ thì các bạn xúc cho mình em này quá là ngon luôn. 2 triệu đồng cho bạn nhá. 2 triệu các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là Galaxy S9 Plus này các bạn, hàng mình sớm nhất các bạn nhá. 2 củ cho anh em các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm coi như là cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Con này của nhà mình là cái con Oppo, con này là con Vivo Y16 các bạn nhé. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Vivo Y16.
cái con này của nhà mình thì mình sẽ nói sơ cũ qua về cấu hình chi tiết con Vivo này của nhà mình các bạn nhé. Vivo i16 trang bị của nó là RAM 4GB, được cộng thêm 4GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Bộ nhớ trong lên tới tận là 128GB, pin thì là pin 5000, màn hình của nó thì 6,51 inch HD cộng các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là sẽ là 2.100.000 đồng cho bạn nhé. Con Vivo i16 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, làm máy nghe gọi hoặc là định danh thì ABC thì quá là ngon các bạn nhé. Đấy, 2.1 triệu cho bạn nhé. Vivo i16 các bạn nhé. Đấy, 2.1 triệu các bạn nhé. 2.100k cho bạn nhé. Đấy, Vivo i16 các bạn nhé. 2.1 triệu cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm coi như là Galaxy S21 Plus 5G các bạn nhé. Để trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai màu này, một là màu đen và hai con này của nhà mình là màu tím các bạn nhé. Màu tím này của nó thì là tím hơi nhạt nhạt một chút các bạn nhé, không phải tím hẳn các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ cũ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 Plus 5G này của nhà mình thì là phân khúc coi như là hơn 6 triệu đồng thì con này ở thời điểm hiện tại con này có đáng mua bạn nhé. Con này của nhà mình là màn hình của nó thì là gì nhỉ? AMOLED này 6,7 inch. Độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Con này của nhà mình thì là Galaxy S20 Plus 5G, có chip 5G đời mới các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ này, hỗ trợ 2 SIM hay sóng, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Thông tin pin con này của mình là pin của nó thì là pin 4.800 mAh. Và cấu hình con này của mình sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Con này của nhà mình là tốc độ màn hình của nó thì là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình là chạy chip Snapdragon này là 888 5G, chip đời mới. Nói chung là chip này các bạn gánh game mà chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Về ngoại hình con này của nhà mình thì là so với máy mới thì cũng là 18, 19, 10 các bạn nhé. Máy cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, màn hình rất là đẹp luôn. Màn hình thì trắng sáng các bạn nhé. Màn hình của nó thì là đẹp các bạn nhé. Thì sản phẩm coi như là Galaxy S21 5G, S21 Plus 5G thì trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về là hai con này. Thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 6 triệu 400 nghìn đồng cho bạn nhé. Đấy. Với cái dòng coi như là chip Snapdragon là 888 5G thì các bạn có thể là cân nhắc nếu mà bạn nào mà kinh tế mà hạn hẹp hơn một chút thì các bạn xúc cho mình ngay em này các bạn nhé. Đấy. Cũng là chip Snapdragon là 888 5G nhưng mà giá là chỉ có coi như là 4 triệu 800 nghìn đồng thôi, nhưng mà cái con này đắt hơn tận khoảng độ gần 2 triệu các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà kinh tế thấp hơn thì các bạn xúc mình em này luôn. Máy thì đẹp như gái 17 18 mà giá có 4 triệu 8 thôi, 6 triệu 4 cho bạn nhá. Đấy, hai con chip giống nhau mà con này tiết kiệm rất là nhiều các bạn nhé. 6.400k các bạn nhé. Đấy, cái dòng này là 6.400k. Đấy. Thì là tất cả clip của nhà mình thì là điện thoại bên mình thì là báo giá hết trực tiếp cho bạn rồi. Thì các bạn thấy hợp lý con nào và giá bên mình thì con nào hợp lý thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng hoặc các bạn nhắn tin Zalo bên em để đặt hàng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là sản phẩm cũng như là dòng Quantum 2. Cái con Quantum 2 này thì nói chung là dùng quá là ngon luôn, phân khúc coi như là hơn 4 triệu đồng thì con này nó thật các bạn đáng đồng tiền bất gạo các bạn nhá. Về ngoại hình con này của nhà mình thì ngoại hình cũng còn rất là đẹp các bạn nhá. So với máy mới thì cũng là 18, 19, 10 các bạn nhá. Rất là đẹp luôn các bạn nhá. Cái con Quantum 2 này thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết. Đấy, con này của mình được phiên bản của Hàn Quốc này, hỗ trợ coi như là một SIM một sóng. Thông tin pin con này của mình, pin của nó thì là pin 4.500 mAh. Con này của mình là trang bị màn hình của nó cực kỳ ngon các bạn nhé. Màn hình con này của bên của nhà mình thì là bên mình thì là màn hình của nó thì là AMOLED 6,7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng, màn hình cong các bạn nhé. Màn hình con này của nhà mình nó giống như cái màn hình cái con gì nhỉ? OnePlus 9 Pro này các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó cong giống con này các bạn nhé. Đấy, màn hình Samsung thì nó giống con này. OnePlus 9 Pro các bạn nhé. OnePlus 9 Pro này. Đấy, màn hình cong giống nhau các bạn nhé. Về cái cấu hình con này của mình lại thấp hơn các bạn nhé. Cấu hình sẽ là RAM của nó RAM 6 này, bộ nhớ trong là 128GB. Và cái con này của mình là cũng là màn hình các bạn nhé. Màn hình. Và tốc độ màn hình của nó cũng là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Và con này của mình là chạy chip Snapdragon là 855 cộng các bạn nhé. Nói chung là chip 855 cộng, nói chung bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Thì là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là còn một cây duy nhất này, thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4 triệu 400 nghìn đồng cho bạn nhé. Đấy, cái con Quantum 2 này 4 triệu 400k cho bạn nhé. Đấy.
4.400.000. Nói chung là phân khúc coi như là hơn 4 triệu đồng. Thì các bạn xúc cho mình em này. Quá là ngon luôn các bạn nhé. Con này chỉ chạy một sim thôi các bạn nhé. Nhưng mà con này của mình là hai sim hay sóng các bạn nhé. Hai sim hay sóng cho bạn nhé. Đấy, giá sẽ là gì nhỉ? 4.400.000 cho bạn nhé. Đấy, con Quantum 2. Cái dòng Quantum 2 này bảo mật cực kỳ là cao các bạn nhé. Đấy. Cái dòng Quantum 2 này là có bảo mật cực kỳ là cao các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về là sản phẩm có như là Oppo Zelo 8Z 5G các bạn nhá. Cái con Zelo 8Z 5G thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được một con này, cái dòng Oppo nói chung là xài quá là ngon luôn các bạn nhá. Cái con Zelo 8Z 5G này của nhà mình thì là phiên bản của gì nhỉ? Oppo Việt Nam các bạn nhá. Con này của nhà mình là trang bị màn hình của nó là OLED 6.43 inch Full HD cộng, màn hình của nó là siêu nét các bạn nhá. Cấu hình con này của mình là chip Snapdragon là 695 5G, chip đời mới các bạn nhá. RAM thì là RAM 8 này và bộ nhớ trong là tận là 256GB. Pin con này của nhà mình, pin của nó thì là pin 4500mAh, đã được lên phiên bản Android 13 rồi, là Android mới nhất các bạn nhé. Tình trạng con này của nhà mình thì ngoại hình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đây, ngoại hình con này của nhà mình là rất là đẹp luôn. Con này của nhà mình thì màn hình của nó thì hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đấy. Giá sẽ là coi như là 3 triệu coi như là 600.000 đồng cho bạn nhé. Đấy. Giá sẽ là 3 triệu 600.000 đồng thì các bạn phải cân nhắc mua này, quá ngoan luôn. Đấy. Giảm cho bạn 100 đi thì là 3 triệu 500k các bạn nhé. Đấy. Con này thì là mình vừa mới mua của khách ngày hôm nay xong. Giá cực kỳ hợp lý. Bên em sẽ thanh lý bạn giá có như là 3 triệu 500k các bạn nhé. Nói chung là phân khúc có như là 3 triệu 5. Đấy. Các bạn mua xúc cho mình em này quá ok luôn. Màn hình chỉ hơi ám nhẹ thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn để ý kỹ cho mình thấy các bạn nhé. Bình thường các bạn không thấy các bạn nhé. Giá sẽ là 3 triệu 500.000 đồng cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm cũng như là con này là con Samsung A73 các bạn nhá. A73 5G, con này của những phiên bản chính hãng của Samsung, của công ty này, Việt Nam các bạn nhá. Đấy, máy chính hãng của Việt Nam. Nhưng còn những cái máy Samsung này thì là máy chính hãng nhưng của Hàn Quốc các bạn nhá. Xách tay về Việt Nam để bán thôi. Gọi là máy chính hãng, xách tay chính hãng các bạn nhá. Thì cái con này của nhà mình thì là máy có như là chính hãng Samsung của Việt Nam các bạn nhá. Cái con này của nhà mình thì là cái dòng này nói chung là quá ngoan luôn. Đấy, camera sau là lên tận là 100x, chụp ảnh siêu nét các bạn nhé. Galaxy A73 5G phiên bản công ty này, hỗ trợ 2 sim máy sóng. Đấy, 2 sim máy sóng bạn nhé. Thông tin pin con này của mình là pin 5000, cực kỳ châu bò này. Về cái con này của nhà mình thì là cấu hình sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128GB. Con này của nhà mình là của nó cũng là tốc độ màn hình của nó thì là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max. Đấy. Thay vì các bạn mà mua sản phẩm xách tay thì các bạn xúc cho mình em này quá là ngon các bạn nhá. Về cái ngoại hình con A73 5G này của nhà mình thì ngoại hình rất ok rồi, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Về ngoại hình con này của mình rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Thay vì các bạn mua sản phẩm có như là xách tay thì các bạn xúc cho mình con em công ty này, nói chung là hàng công ty Việt Nam mình thì nó dễ dùng. Nó không như xách tay, nó chỉ một sim thôi. Hoặc cái bản Mỹ này sẽ là có hai sim các bạn nhá. Đấy. A73 5G, màn hình cực kỳ to nhá. Màn hình của nó thì OLED 6.7 inch. Độ phân giải của nó Full HD cộng, màn hình cực kỳ to. Chạy chip Snapdragon là 778 5G. Đấy. Cấu hình quá ngon các bạn nhé. Phân khúc coi như là hơn 5 triệu đồng thì các bạn xúc em này là quá là ngon luôn. Camera sau lên tới tận là 100 megapixel, chụp ảnh thì là siêu nét các bạn nhé. Camera siêu phi trước sau rất là sắc nét các bạn nhé. Cái con A73 5G này thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá cũng như là 5 triệu 700.000 đồng cho bạn nhé. Phân khúc coi như là 5 triệu 700.000 đồng thì các bạn xúc cho mình em này quá là ngon luôn. Thay vì các bạn mua sản phẩm chính hãng thì các bạn xách tay chính hãng thì các bạn mua cho mình em này, công ty chính hãng Việt Nam luôn, mà có 5 triệu 7 thôi các bạn nhé. 5 triệu 700k cho bạn nhé. Đấy. 5 triệu 700k, quá là ngon cho bạn nhé. A73 5G bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm cũng như là cái con này của nhà mình là cái con Wizia 5G các bạn nhé. Con này của mình thì là máy chính hãng của Hàn Quốc các bạn nhé. Máy chính hãng của Hàn Quốc luôn. Về ngoài hình cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Con này của nhà mình thì màn hình cực kỳ to. Màn hình của nó thì là màn hình 6.6 inch Full HD. Màn hình của nó siêu to các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này. Hỗ trợ một sim một sóng Wizia 5G. Thông tin pin của nhà mình là pin 5000 này. Cấu hình con này của nhà mình cực kỳ khủng các bạn nhé. RAM của nó là RAM 6 này. Bộ nhớ trong là 128GB. Con này của nhà mình thì là bên mình sẽ thanh lý vận giá có như là 3 triệu đồng cho bạn nhé. Phân khúc có như là 3 triệu đồng thì các bạn cân nhắc cho mình mua em này, quá ngon luôn. Đấy, 3 triệu đồng cho bạn nhé. Đấy, Wizia 5 5G các bạn nhé. Con này là có chip 5G, là chip đời mới các bạn nhé. Mà giá cực kỳ là rẻ. 3 triệu cho bạn nhé. Đấy, 3 triệu cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm có như là con Galaxy M20 các bạn nhé.
Hôm nay bên mình lại về được một con máy màu xanh này, ngoài hình cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Cái con M20 này sẽ là 1.200.000 đồng, phiên bản công ty, 2 SIM máy sóng, pin 5.000. Cấu hình sẽ là RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Phân khúc coi như là 1.200.000 đồng thì các bạn xúc cho mình em này quá ngon các bạn nhá. Đấy, 1.200.000 này. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ để làm máy phụ chống tránh nghe gọi đi học thì cực kỳ ok. Giá sẽ là 1.200.000 đồng cho bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được một con máy coi như là hàng chính hãng của Samsung, giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Thì là trên tay bên mình đây là sản phẩm của Galaxy S20 Plus. Con này của mình là phiên bản là công ty này, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Thông tin pin con này của mình là pin của nó là pin 4500 mAh. Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Và cái con này của mình là cũng là tốc độ màn hình của nó là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Màn hình con này của mình thì màn hình của nó Super AMOLED 6.7 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K+. Tình trạng con này của nhà mình thì màn hình của nó thì là màn hình đẹp các bạn nhá, không ám này, ngoại hình cũng còn cực kỳ ok. Chỉ duy nhất coi như là có mấy đường sọc các bạn nhá, 1, 2, 3 đường sọc các bạn nhá, ba cái đường sọc gần nhau này đấy. Thì là bạn nào mà không kỹ tính quá, các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi hoặc các bạn mua về máy về để trải nghiệm, các bạn mua về chạy YouTuber, Grab hoặc các bạn chạy ứng dụng game nghiếc các kiểu chẳng hạn thì các bạn mua xúc cho mình như em này quá ngon luôn, mà giá thì cực kỳ hợp lý các bạn nhá. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì con này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.900.000 đồng cho bạn nhé. Phân khúc coi như là 1.900.000 thì các bạn xúc cho mình em này quá ngon các bạn nhé. 1.900.000 cho bạn nhé. Đấy, Galaxy S20 Plus chính hãng của công ty các bạn nhé, 1.900.000. Đấy, hôm nay nhà mình có hai con giá rẻ các bạn nhé, 1.900.000 này và con S9 Plus này. Đấy, giá sẽ là 2 củ cho bạn nhé. Đấy, nhà mình có hai con em này các bạn nhé, mua về chạy game, chạy ứng dụng Uber Grab có ok các bạn nhé. Đây ạ. One này, Plus mình con này đầu tiên này. Đấy. Đấy. Galaxy S21 Ultra 5G này, giá 8.700.000, rất là rẻ cho bạn nhé. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Thì là tất cả sản phẩm bên em thì là báo giá và ghi giá trực tiếp rõ ràng lên sản phẩm. Thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip, bye bye.